Xin chào tất cả các bạn thân mến. Ngày hôm nay Quân đang có mặt tại đây là làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Ngày hôm nay thì Quân sẽ cùng với tất cả các bạn đi khám phá ngôi đền, đó là đền thờ Lê Hoàn, một trong những ngôi đền rất là cổ và được xếp hạng là di tích lịch sử đặc biệt. Ngày hôm nay thì Quân sẽ cùng với các bạn đi khám phá ngôi đền của Lê Hoàn. Và trước khi đi khám phá ngôi đền Lê Hoàn thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược sơ qua về Lê Hoàn, ông là ai. Đền thờ Lê Hoàn nằm ở làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Năm 2018, đền thờ Lê Hoàn được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Trong đền còn lưu giữ nhiều đồ vật quý, đặc biệt là một đĩa bằng đá trắng, đường kính 36 cm. Trong lòng đĩa ghi chữ Giang Nam Nhất Phiến Tít, Trác Khí Vạn Niên Truân. Lê Đại Hành sinh năm 941, mất năm 1005, là vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê, trị vì 980 đến 1005. Trong lịch sử Việt Nam, Lê Hoàn không chỉ là một vị hoàng đế có những đóng góp lớn trong công cuộc chống quân Tống phương Bắc, quân Chim phương Nam và giữ gìn củng cố nền độc lập cho dân tộc, mà còn có nhiều công lao trong sự nghiệp ngoại giao, xây dựng và kiến tạo đất nước Đại Cồ Việt. Lê Hoàn cũng là người tạo ra tiền đề, điều kiện để thời gian sau đó Lý Công Uẩn có đủ khả năng rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm 1010, mở ra một kỷ nguyên phát triển lâu dài của văn hóa Thăng Long, Hà Nội, thủ đô hiện tại của Việt Nam ngày nay. Vừa rồi thì mình vừa cùng với tất cả các bạn đi điểm một vài nét cơ bản về Lê Hoàn. Thì hôm nay thì rất là may mắn cho mình thì gặp ông trông coi ngôi đền Lê Hoàn ngày hôm nay. Thì bây giờ ông sẽ cùng đồng hành cùng với mình, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu xa hơn về cái ngôi đền đấy. Ông là Mai Văn Toàn, năm nay là 75 tuổi. Ông làm thủ tử ở đây là được 10 năm. Cháu muốn nhờ ông một chút, ông có thể giới thiệu một số nét cơ bản về cái đền thờ của Lê Hoàn có được không? Vâng. Vâng. Thì cháu ông cứ phải đi vừa chia sẻ. Ngôi đền của Đức Vua Lê Hoàn thì xây dựng từ đời Lý. Trước đây là cái nhà nghinh môn này là cũ của nó từ ngày xưa. Cái nhà đầu tiên này là gọi là cũ đúng không? Nghinh môn. Nghinh môn. Vẫn đang ở. Dạ. Nghinh môn. Nghinh môn. Là cũ nguyên bản của nó từ ngày xưa đến bây giờ. Đấy. Và cổ nhất ở đây là cái giá trị nhất là hai cái bia có từ thời bia ở đâu thời à? Xưa hai bia đấy ạ. Ông có thể một cái bia lớn là ghi công trạng của Đức Vua Lê Hoàn, một cái bia bé là ghi đất đai ruộng vườn của Đức Vua. Nghĩa là những cái công Lê công. Đại Hành Điện Miếu Bia là cái bia lớn. Còn cái bia nhỏ là Lê Đại Hành Điền Địa Chí. Gọi là ghi đất đai ruộng vườn. Cháu thấy cái điện đầu tiên này thì cái nghinh môn này là kiến trúc của nó thì từ thời xưa, mà tất cả các cái theo kiểu trong giường đấy mà vẫn nguyên bản cũ, chưa thay một cái gì. Vẫn nguyên bản, các bờ tường kia là mới xây hay là cái tường này là không biết là ngày xưa xây bằng tường vôi, nhưng mà sau này là xây lại bằng tường xi măng. Vẫn làm nguyên bản như thế. Còn trước đây là nó có ba chuồng cánh cửa. Ba chuồng luôn. Ba chuồng cánh cửa để đóng. Mà thời xưa đấy, nhưng mà lâu thời gian lâu quá nó bị hỏng đi.
Cho nên bây giờ mọi thần dân đi vào là không biết, đi hai bên, nhưng mà thực tế là cứ đi ở dưới giữa đây. Trước đóng cửa chừng ngày lễ là mới mở ra. Bây giờ để như này là nó thông thoáng. Thế nhưng mà chỗ cái là thần dân không biết là cứ bước qua. Cứ bước qua đúng không? Cứ bước qua. Thế là đúng ra là phải đi hai bên nách. Đúng rồi. Cái mình thì phải đi vòng đường kia đúng không? Phải đi vòng đường kia đấy. Đi qua cái đi vòng đường kia. Bên hoặc là mình đi hai bên nách. Cháu muốn cháu mình muốn bước qua về. Ban đầu là anh cứ thẳng tiến vào. Cháu lại đi vào cứ bước qua mình không hiểu gì. Thế là bước qua Nghinh Môn đây là Nghinh đến Môn. Sân Rồng. Sân Rồng. Sân Rồng ngày xưa là cái đoạn giữa này là người ta lát gạch cao, cao hơn một bậc, hai bên thấp, ở giữa là cao. Để cho gọi là vua đi ở giữa, còn hai bên là thần dân đi. Cho thấy là đi. Cái gạch này bây giờ mình là làm mới đúng không? Gạch này gạch hoa chanh là cố từ ngày xưa. Cố ngày xưa luôn. Vâng, chỉ có hai bên này là gạch mới. Gạch mới. Cháu mới nhìn cháu này tưởng đâu là cái này là này. Dành cho vua đi ở giữa đúng không? Vua đi ở giữa này. Ta gọi là cái này nó có liên kết với nhau. Liên kết ông nó làm toàn xe mà các cái mấu nối nhau luôn. Vâng. Đấy, như ở đây, dân ở đây gọi là gạch hoa chanh. Gạch hoa chanh. Ở hai con rùa, hai cụ rùa mới làm. Còn ngày xưa là hai hàng bên đây là vừa rùa vừa tàn. Cái tàn kia là để tàn lộng, cắm tàn lộng. Rùa ở đây, nhưng mà cái thời văn hóa là phá hết rồi. Phá hết rồi. Bây giờ nữa chỉ còn có hai con. Còn có hai con rùa này á? Vâng. Như vậy là vừa rồi đấy là phải chế tác lại đấy, chế tác lại cái hai cái cổ đấy. Vì ngày xưa ta đập gãy đi đúng không? Để đập lúa hợp tác xã. Thế là vừa rồi là được công nhận di tích lịch sử quốc gia là phải sửa lại. Còn cái này là mới hết đúng không? Cái này là mới á, mới của các hội đồng hương, hội đồng hương xã Xuân Lập này, công đức. Nói là ở bên trong này á là còn có những các cái vật như vệt sáng hay là một cái đĩa gì đấy ông có thể chia sẻ. Cái ngôi đền này thì bây giờ là hậu cung là Nam Gian, trung đường Bá Gian, tiền đường Bá Gian. Còn đồ thờ thì bây giờ là phần đa là đồ mới. Các cái cũ như cái quý giá nhất là cái đĩa đá nhà Tống tặng thì bây giờ là phải cất giữ cẩn thận. Ở bây giờ trên, là không còn giữ ở như... Vâng, không ở dưới đền. Ngày xưa trưng bày ở đây mà bây giờ cất giữ cẩn thận. Ở trong két sắt ở trên ủy ban. Dạ. Ngoài ra còn có một cái đôi đũa thần là như thế nào? Cái này là cũng không phải là đôi đũa thần, nhưng mà ví dụ như là bát khảm ngọc. Đường trước này là gọi là tiền đường, Nam Gian tiền đường. Cái thờ chung hai bên tả hữu thì có con văn con võ, gọi là con tả con hữu. Cái này là mình cũng mới được tôn tạo nên mới được công nhận sau khi là được công nhận di tích lịch sử quốc gia. Nhà nước đầu tư vào, nghĩa là hạ ngõ xuống để nâng lên 3 cấp. Trước đây là chỉ có 1 cấp đúng không? Trước có 1 cấp, bây giờ là thành 3 cấp. Đây là đại tu lại đấy. Nhưng mà phải làm đúng nguyên bản cũ. Trước khi làm là phải chụp ảnh tất cả những cái gỗ nào nó hỏng là thay, là trước khi thay là phải chụp ảnh để cho nó nguyên bản cũ, làm như y chang như cũ, chứ không nghĩa là sai sót một tí gì cả. Gạch này đúng là mới. Gạch này là mới. Mới ở đây có một cái trống. Trống này là đặt đây là trống này là để tế lễ hàng năm vào các ngày lễ. Ví dụ mùng 8 tháng 3 hay là ngày sinh nhật đội tế, ngày sinh nhật cúng cơm mới, tín cốm cho ngài thì mới đánh trống. Còn bình thường là các cụ điểm canh sáng tối. Điểm canh mình đánh vào điểm, cái thời điểm đúng không? Đánh điểm canh 6 giờ tối và 5 giờ sáng. Còn đây là phần tiền đường. Tiền đường là tiền đường thì Nam Gian đây thì bên tả bên hữu. Rồi đây là bàn thờ chung.
gọi là tiền đường. Tiền đường thì gồm đấy bàn thờ, rồi có bát hương, rồi lư hương vào đến trung đường. Đây là gọi là bàn trung đường. Ba nơi thờ. Vâng, còn cái đây là đại diện cho năm cung ở bên trong. Vì cung cấm là đóng cửa, không cho mọi người vào. Dạ. Cung vua đúng không? Cung vua là đóng cửa, chỉ là thần dân là dân đúng hương dân đại diện ở đây. Dạ. À, ngày lễ là với mở cung cấm. Dạ. À, để cho dân vào thắp hương. Ngày không vào đây không vào được. Không vào được. Đóng cửa và chỉ có ngày lễ. Dạ. Ngày lễ vào mùng 8 tháng 3 là lễ ngài thì vào đặt lễ. Và đây là cung vua. Đây là Đức vua Lê Hoàn. Lê Hoàn. Còn được đúc tượng đồng cho ngài và hai ông Hạc, đấy là năm công nhận di tích đặc biệt. Đấy là bức tượng này là của ngài là bằng đồng hết không? Vâng, bằng đồng hết. Dạ. Các cái bàn này là mới, cái này là cũ hay là mới nhỉ? Mới cả. Mới hết. Cái này cũ, chứ còn ngôi bàn này. Mới. Cái đằng sau là một cái kiệu. Vâng, đằng sau là cái kiệu là cái cũ. Còn hai bên này là thờ Đây là phía tây này là bàn thờ mẫu hậu. Mẫu hậu thân sinh nhà Đức vua. Và đây là Thái hậu Dương Văn Nga. Dương Văn Nga. Vâng. Ở phía đông này là vua Lê Long Đĩnh. Đấy, Đức vua kế vị của ngài là vua Lê Long Đĩnh. Vua Lê Long Đĩnh. Gọi là vua Lê Ngoại Triều đấy. Dạ. Còn đây là ông Hoàng Khảo, thầy giám sát về học hành của Đức vua. Dạ. Đấy là cái hàng năm là cứ vào mùng 8 tháng 3 âm lịch là tỉnh huyện như là tổ chức lễ hội để làm rõ cho ngài. Ngoài ra ở ngôi đền này thì từ lâu đến bây giờ ông trông coi ngôi đền này đã được 10 năm rồi đúng không? Thì theo như ông tâm niệm nhất thì về cái vấn đề tín ngưỡng tâm linh thì ở đây ông có quan niệm gì về cái ngôi đền này? Cái ngôi đền này thì là nói chung là về công lao của Đức vua Lê Hoàn là vị anh hùng dân tộc, bảo vệ giang sơn đất nước, là cái tâm linh là riêng cái vinh dự nhất của làng xã Xuân Lập này là toàn dân rất tôn trọng ngài, cho nên là hàng năm thần dân hàng lễ ví dụ rằm mùng 1 là thần dân ra đi lễ là rất đông để đền đáp công ơn cho ngài. Còn về phía tổ chức thì hàng năm là cứ vào rằm tháng 7 mùng 8 tháng 3 âm lịch là tổ chức đại lễ, cái thứ nhất là làm rõ mùng 8 tháng 3 cho ngài và làm sinh nhật cho ngài, là toàn huyện toàn xã toàn dân đồng lòng nhất trí tổ chức rất vui vẻ đông vui. Còn thần dân ở đây là thích lắm, từ bánh cháy của các gia đình mang ra tế lễ, cháy trăng hoa quả, rồi chuẩn bị vào Tết là làm bánh chưng, rồi xôi gạo nếp, rồi mật, chỉ là mang sang đền để đặt để tế lễ trong 3 ngày Tết. Đấy là dân, đấy là dân ở đây là rất rất quan tâm đến cái việc tâm linh tế lễ ngài ở đây. Từ xưa đến giờ thì có ai dám đến đây lấy trộm hay là một cái gì đấy không ạ? Tín ngưỡng dân ở đây là từ xưa đến nay là không dám tư vi một cái gì. Vâng, người ta tôn thờ đấy. Vâng, tôn thờ cái công lao của ngài, mà không những thế mà lại còn bảo vệ. Yeah. Chứ trước đây như vậy các thanh niên ở các nơi không biết đến đây, chỉ cần là bĩa cảnh thôi. Yeah. là cũng bị là dân ở đây khiển trách, cho nên là họ không dám từ đấy giờ đi, là không, các cháu không dám vào phá phách. Yeah. Địa cảnh trong cái ngày mà gọi là đi đi khai xuân. Yeah, đi cúng rồi đi xin ngài vua. Đi bể lộc, nhưng mà bây giờ là không dám vào. Yeah. Bể đấy. Yeah. Là dân tự giác rất cao. Yeah.
À. Còn xung quanh đây thì ngôi đền còn có những cái điểm du lịch, có những cái khu lăng mộ gì không không? Ở đây hiện nay là có lăng nghĩa là ông xung Hoàng quanh, Kháo. Xung quanh cái vâng, xung quanh cái ngôi đền này. Dạ dạ. Là phía bắc là cái lăng mộ của ông Hoàng Kháo. Dạ. Rồi là phía tây tây nam là có lăng của Mẫu Hậu. Mẫu Hậu. Ở phía đông là có nền sinh thánh. Dạ. Ừ, đấy. Chứ còn chưa nói đến các ông quan. Ông quan ví dụ phía đông, đông bắc là có Nguyễn Như Lãm. Rồi phía tây thì có Tống Văn Mẫn. Dạ. Dạ, dạ. Đấy, rồi là đền thờ Hoàng Văn Luyện. Đấy là tòa nhà ông quan ngày xưa. Đúng là những người gọi là phò. Vâng, ngày xưa là làm quan ở trong triều. Dạ vâng, cháu cảm ơn ông nhé.